quý chị. Và để trả lời là khi mà em tham gia sao nhập ngũ, không chỉ riêng em mà là tất cả những đồng chí tham gia chương trình sao nhập ngũ đều trở thành một quân nhân thực sự. Không có bất kỳ một ekip hay dù chỉ là một người, một cái móng tay của ekip em bước vô còn không có nữa. Em bước vào trong đó là một thân một mình đi vô và làm quen với tất cả các chiến sĩ, cũng như là các chiến sĩ cũng vậy. Và khi đó là không có bất kỳ một cái sự giúp đỡ nào từ bên ngoài, tại vì tụi em ở trong quân đội thì tụi em sẽ hoạt động, sinh hoạt, làm nhiệm vụ ở trong đó và không có ai đi theo cùng cả. Và câu hỏi thứ hai là có ai giúp đỡ em không? Thì em chỉ nói như vậy. Thường thường em cũng hay nói với các chiến sĩ của em là tất cả tụi em không ai để ai bỏ lại phía sau cả. Và mọi người cũng sẽ đón xem chương trình sẽ thấy được những cái tình tiết rất là hay, rất là hấp dẫn. Nói chung là tóm lại mọi người cứ xem chương trình đi, mọi người sẽ biết được là tụi em đang kết như thế nào. Đúng chứ? Dạ chị dạ phương. Lúc mà con gái của chị ấy, cái trailer ra thì cái con gái chị coi á, thì cái hình ảnh đầu tiên, cái khúc mà bắn súng là cái lúc đó là thấy đầu tiên á, thì bé không nhận ra chị. Chị chỉ hỏi con là giờ con xem thử coi mẹ ở đâu, thì cái khúc đó không nhận ra. Khúc lên xe mới nhận ra, cái khúc mà ở trên xe mọi người nói chuyện với nhau khuôn mặt thoải mái nhất á, lúc đó mới nhận, còn lúc mà chiến đấu là không nhận ra mẹ. Nghe tiếng súng cũng sợ. Và Phương cũng nhớ nhất là cái lúc mà Phương tham gia chương trình xong về nhà thì câu đầu tiên con gái Phương hỏi Phương là ủa mặt mẹ bị làm sao vậy? Đó là bé thấy thì lúc đi về thì cũng tàn tạ đó mọi người, cũng cháy da, xong rồi cũng nói chung là cũng te tua dữ lắm. Nhưng mà Phương cũng phải cảm ơn chương trình, tại vì sau chương trình sẽ ngủ á, con gái của Phương khi mà xem chương trình là chắc là sẽ cũng sẽ tự hào về mẹ. Chị có định dụ dỗ anh Trường Giang tham gia mùa sau không? Chắc không đâu, anh không dám chơi đâu, không muốn dụ dỗ không được. Thiệt sự, anh không bao giờ anh dám chơi. Lúc mà Phương nói là anh ơi em tham gia chương trình sau nhập ngũ, anh nói là ủa em đi điên hả? Ủa em sao vậy? Ở nhà đang sướng mà tự nhiên khổ gì vậy em? Đó là câu anh nói đó. Nhưng mà anh luôn ủng hộ Phương và cũng cảm ơn anh là cái người đã luôn ở bên cạnh động viên Phương. Em cảm ơn chị. Cảm ơn câu hỏi của bạn. Sự khi bạn tham gia chương trình thì Vi cũng xem cái mùa trước. Và Bi là một người cực kỳ khó ngủ. Và Bi là một người kiểu hơi sống nội tâm á, ít nói. Bi trong các đồng chí của mình thì Bi chỉ biết Nhã Phương và Thùy Anh thôi. Còn các đồng chí còn lại thì đây là lần đầu tiên Bi gặp và làm việc. Nên là cái mà khó khăn đối với Bi đó là Bi sợ là Bi đến một cái môi trường mới và thiếu thốn nhiều thứ thì mình sẽ không có ngủ được, mà không có ngủ được thì mình sẽ không có làm nhiệm vụ nổi và sẽ làm phụ lòng các đồng đội của mình. Và cái thứ hai là mình cũng rất là ngại là khi mà mình mới, tại vì mình là một người hơi kiểu hướng nội mà, nên là không biết là mình nếu mà mình chung đội với cái đồng chí còn lại á, không có hai người bạn của mình Nhã Phương và Thùy Anh á, thì mình có gọi là kết nối tốt với mọi người không, có tại vì My cũng hơi ít nói một chút. Nên là khi mà vào thì tất cả những cái nỗi lo sợ đó nó tan biến hết. Ngày đầu tiên thì vì là chỗ mới nên mình không có thể ngủ được thôi, nhưng mà tất cả những ngày còn lại là nằm đâu cũng ngủ hết. Ăn rất là ngon, ngủ rất là ngon. Và gặp lần đầu tiên được làm việc với các đồng chí còn lại, thế nhưng mà cảm giác giống như là gặp nhau đã ngàn năm rồi hay sao. Tất cả mọi người giống như một gia đình, giống như là anh chị em ruột trong gia đình, mấy chị em ruột trong cùng một gia đình vậy đó. Và rất là hỗ trợ cho nhau, rất là những người bạn, những người đồng đội rất là tuyệt vời luôn. Nhân đây thì My cũng xin cảm ơn chương trình Sao Nhập Ngũ đã cho My có cơ hội tham gia chương trình và có cơ hội học được rất là nhiều bài học cho chính bản thân mình, cũng như là vượt qua rất là nhiều nỗi sợ của bản thân mình. Dạ, cảm ơn câu hỏi của anh rất nhiều. Tại vì tham gia chương trình á, thì mọi người vẫn thấy là mọi người hay đồn là em tăng động dữ lắm, em không có biết muốn biết mệt, nhưng mà vô đây để cho mọi người thấy em mệt dữ lắm, em mệt mà nói là mệt rất là nhanh là mọi người em nói chuyện hai tông rất lẹ, tông trước là đang thôi vô má mọi người lên tăng động lên vui vẻ lên, tông đột luộc luôn, ngồi một góc thu mình lại, khép chặt mình, bắn chọn con tim lại mọi người, những người thì nó tắt rồi đó, cái giỡn nó tắt rồi đó.
Tức là mọi người sẽ được thấy thêm về những cái của em, để cho mọi người hiểu là thực ra mình là người chứ đâu phải là cái máy đâu mọi người. Mình đâu thể nào mà lúc nào cũng tăng động như vậy, mình đâu phải lúc nào cũng mà tràn lan ra đó. Nhưng mà tại vì những cái gì mình thể hiện trên mạng thì mình sẽ lan tỏa những cái điều tốt đẹp để mọi người có thể động lực thôi. Nhưng mà qua chương trình em cũng muốn cho mọi người thấy rõ là không có ai mà trâu bò dữ mà có thể luôn vui như vậy. Còn cái chuyện mà mình vui như vậy á, nó sẽ tạo ra những cái rủi ro. Tại vì mình càng nói nhiều thì mình sẽ càng nói sai, mà nói sai nhiều thì sẽ bị phạt, sẽ bị va vấp, phải không? Chỉ bị phạt từ phía gọi là từ phía các chỉ huy cũng như là các chiến sĩ, mà còn bị phạt từ phía là sau khi mà phát ra rồi mình cũng biết là ở trong môi trường học tập đồ thì mọi người sẽ còn khoan dung cho cái sự khùng điên của mình. Nhưng mà ra một cái môi trường lớn hơn như là cộng đồng thì đôi khi cái sự đó của mình nó sẽ bị phán xét rất là lớn. Nhưng mà em nghĩ là em còn sống dài, sống dai, sống dữ lắm. Và em sẽ còn có nhiều cái em còn học hỏi, còn tung tóe ra nữa. Nên nếu mà mình cứ sợ như vậy thì chắc là em sẽ không dám làm gì. Và em cũng đã có thời gian như vậy rồi, nên là giờ em vô thì em sẽ tung tóe ra thôi. Còn lúc sau mà có một cái sang chấn gì đó thì em thu lại rồi bữa sau em lại tung tiếp. Nói chung là em nghĩ đó là một cái hành trình mà nó trải rộng dài. Thì em sẽ bị phạt, em sẽ sợ, em sẽ rút kinh nghiệm. Rồi bữa sau em sẽ chọn cái cách khác khéo léo hơn để mình vẫn vui nhưng mà mình đỡ bị phạt. Thì đó là cái điều em học được ở trong sao nhập ngũ, là mình phải luôn giữ được cái bản thân của mình, nhưng mà mình cũng phải biết cách hòa nhập và chung vui với cộng đồng để ngày càng trở nên tươi tắn và tốt đẹp hơn. Bạn có khóc ở trong sao nhập ngũ không ạ? Câu này mới là câu mà bất ngờ này. Bạn có khóc không ạ? Mình có được tùy bạn thôi, tôi vẫn đang cầm coi mà. Thì bạn cứ tùy ý trả lời thôi, có hay không thôi. Tôi nghĩ là các đồng chí cứ đoán xem, tại vì tôi là một người hay muốn khui nó từ từ, tôi không muốn vạch trần mọi thứ ra một cách lộ liễu. Thì tôi có khóc hay không thì nước mắt của tôi nó sao ta? Có nghĩa là có đúng không ạ? Có nghĩa là có khóc đúng không ạ? Chết là lộ. Khóc đúng không ạ? Tôi có trong tim rưng. Tôi có hơi gọi là có những khoảnh khắc xúc động. Nhưng còn có khóc hay không thì các bạn cứ coi chương trình rồi sẽ biết. Wow, rất là cảnh giác của MC nha. Cảm ơn câu trả lời của bạn. Vâng, câu hỏi, tôi xin được nhắc lại câu hỏi là ở trong trailer thì có rất là nhiều thử thách khắc nghiệt của chương trình được công bố. Và anh ấy có hỏi là với các bạn thì thử thách nào khiến các bạn ám ảnh nhất trong sao nhập ngũ 2023? Chỉ nói tên thử thách nhé, không nói trải nghiệm nhé. Chỉ nói, đúng rồi. Khi mà tham gia chương trình thì My cùng với các đồng đội ở đây rất là lo lắng rất nhiều. Bản thân My và Phương cũng đi hỏi vòng những đồng chí cũ. My có một cái cuộc gặp gỡ riêng với Diệu Nhi luôn, ngồi hai chị em ngồi cả buổi luôn để chia sẻ. Diệu Nhi nó hù nhiều lắm luôn, và nó hù quá trời luôn, mình sợ muốn chết. Và đặc biệt là mùa này là format mới, khó hơn. Và đặt công nước thì mọi người cũng biết đặt công nước là những là một đơn vị được huấn luyện đặc biệt, tức là cả ngàn người lừa được có mấy người thôi. Và cái chương trình huấn luyện nó sẽ khó khăn hơn rất nhiều lần so với những đơn vị khác, thì làm cho My, Phương rồi tất cả các đồng chí ai cũng lo lắng. Khi mà không biết các đồng chí còn lại có lo lắng như My và Phương không, mà hai đứa rất là lo lắng. Bản thân My thì chưa bao giờ chỉ bơi ở hồ bơi thôi, chưa bao giờ biết lặn và cũng chưa bao giờ bơi biển hết. Thì cái nỗi sợ khủng khiếp nhất của My đó là bơi ở giữa biển và những cái thử thách liên quan đến giữa biển. Cực kỳ sợ luôn. Khi mà mình bơi ở gần bờ thì cái cảm giác nó khác á. Mình chơi nước bình thường ở gần bờ thì cảm giác nó cực kỳ khác. Mà mình ra giữa biển, mình cái độ sâu đó, cái màu nước biển đó, mà tất cả những thử thách đó mình phải hoàn thành thời gian gấp rút hạn hẹp rồi kinh khủng. Và có những cái thứ là khi mà tay chân của mình không chịu được mình nổi, tức là không nhích được nổi, nhưng mình vẫn phải làm. Đó là cái kinh khủng nhất, cái thử thách lớn nhất, đó là vượt qua, dùng ý chí của mình vượt qua chứ. Cơ thể của mình lúc đó là rượu rã như một cái khúc gỗ. Mình nhớ là có một cái thử thách của tay mình cứng như một khúc gỗ, mình không có nhích được cái tay của mình luôn, nhưng mình vẫn cần phải tiếp tục mình làm. Thì thông qua chương trình thì thấy là cái ý chí của mình nó rất là quan trọng, và cái ý chí của mình nó đưa mình đi, nó dẫn dắt mình đi.
là chỉ cần cái ý chí của mình quyết tâm làm được, như Phương nói với My là chỉ cần mình muốn làm mình sẽ làm được. Thì đó là một cái bài học lớn nhất không chỉ đối với riêng My mà đối với tất cả các đồng chí ở đây. Đối với em thì tất cả những cái thử thách của sang nhập ngũ đều là những cái thử thách khó đối với em. Nhưng mà để mà nói một cái thử thách nào đấy làm em ám ảnh tức là mình sẽ phải cảm thấy sợ hãi nó và cảm thấy một cái sự tiêu cực nhất định, đúng không ạ? Thì em cũng có. Tại vì em cảm thấy đấy là những cái mà mình khi mà mình quyết định mình đồng ý nhận lời tham gia chương trình thì đấy là những cái gì mà mình mong muốn và mình khao khát ngay từ đầu. Thì em không nghĩ nó là một cái gì đấy nó quá ám ảnh. Cảm thấy cái phần rất là khác của chiến sĩ Ngọc Linh, đúng không ạ? Nhưng Ngọc Linh nói là tôi phải biết bơi. Và ngày cuối cùng Linh ép em mà dạy bơi cho Linh. Đúng không? Hả bảo là tôi phải biết đưa bơi bằng được. Tại vì trước đó là Linh không biết bơi. Nhưng mà trước khi ra khỏi chương trình là ra khỏi quân ngũ là phải biết bơi. Cuối cùng mình biết bơi đúng không? Biết bơi rồi. Nghĩa là trước khi tham gia là không biết bơi và sau khi tham gia xong là biết bơi rồi. Dạ vâng. Wow, tuyệt vời.